được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh chư đại đức tăng ni cùng ngài chư vị Phật tử đảnh lễ ngài Hòa thượng Thiền Sư Ba Lễ. Và sau đây là phần hỏi lễ. Chúng con xin thành kính lễ lễ kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật của Ba Đa. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả trên biên trì. Do ngài tử ngộ không thầy chế giải, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật của Ba Đa. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả trên biên trì. Do ngài tử ngộ không thầy chế giải, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật của Ba Đa. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả trên biên trì. Do ngài tử ngộ không thầy chế giải, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Đa Hòa Đa. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả chánh biên trì. Do ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Hòa Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên trì. Do ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Hòa Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên trì. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì.
con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phép quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sơ sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ dỗi đủ và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ dỗi đủ và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự mưu ác, thổi càng đàn xem hoa nghe đàn kèn, trang điểm và vật thông dội phân và đeo tràng vang. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự mưu ác, thổi càng con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì tác quan trời giới chọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được sống sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được trong lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vi lai. Chư thiên tinh anh thở trì ba quan trai giới cho được trong sạch rõ ngày nay và đêm nay không nên dễ dội. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dư dơi. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dư dơi. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư dơi. Bởi cây cây nên chư thiên tinh của đấng thở trì giới vật cho được trong sạch tâm nên để làm nhờ. Sa thu sa thu sa thu lần hai phạm tiến vẫn đắm bụi thẩn quan có cơ nhắm lời nhân chẳng gì ơi biết lòng mở đạo dạy đời nhắm hưởng lộc giá ngày trời chân sang lìa pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tin giữ pháp từ đó là nhóm điều trong như được nên hương vị ngủ như niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp tu người lâm hạ giang bèn toàn một lòng chẳng hối không mòn những điều lợi ích hàng còn lâu năm cả tam giới thừa âm cổ cầm đảm mưa lành dưới khắp thế gian.
bởi nhân cơ đức rõ ràng, thánh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh mọi khắp chốn đi tối mê cầu đẳng chi vẹn toàn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhamma Nukamma Padipatiya Buddhang Pujami. Imaya Dhamma Nukamma Padipatiya Dhammang Pujami. Imaya Dhamma Nukamma Padipatiya Sangkhang Pujami. Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cung cao thượng, được chứng quả trên biến tri do ngài tự ngộ không thầy chế giải. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quyền giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu sa thu lần hai. Hôm nay cái câu trả câu hỏi trên pháp của hành giả từ Santistupa, và trên pháp này là trên pháp cuối cùng của khóa thiền online mà quý vị theo trong 10 ngày này. Và sau đó là có một số hành giả tỏ lòng tri ân và có gửi lời chúc nguyện cho thiền sư cũng như ban tổ chức trong khóa thiền này, sẽ đọc phần sau khi câu trả lời. Câu hỏi thứ nhất, kính bạch ngài, con hành thiền từ năm 2015, con luôn bị căng ở đầu, một khối căng chạy lên lên xuống, đập vào đỉnh đầu, làm cho nước mắt con bị chảy nhiều. Mãi đến nay 2020, khối căng vẫn tiếp tục, nhưng có thay đổi là có rung lắc đầu và phát ra tiếng kêu như nấc cục. Do cái căng quá mạnh, con không thể vào phòng dẹp được. Con đổi cách ngồi giữa tường, chân duỗi thẳng thì nó mới tạm yên cho con vào phòng xẹp. Khi con vào được phòng xẹp, tâm con rất hoan hỷ, nhưng khi cái căng quá mạnh không vào phòng xẹp được, con phải niệm căng suốt nên tâm ở trạng thái không được quân bình yên tĩnh. Kính bạch ngài thiền sư chế dạy cho con, vì con rất tha thiết hành thiền nhưng do chướng ngại này quá lâu nên con thấy mình chậm tiến bộ. Con xin tri ân ngài và ban tổ chức rất nhiều. Con kính đảnh lễ ngài. Câu thứ nhất, hành thiền từ năm 2015, gì cũng nhà bắt đầu 5 năm rồi,
16, 17, 18, 19, 20 vào năm 2000, con luôn bị căn A đạo này, căn A đạo luôn một khối căn chạy lên chạy chạy lên xuống đây. Tại sao về căn A đạo thì đã giải thích từ ban đầu khi chú tâm nơi bổng bổng tục đế chỗ bổng nó tục đế thôi, nhưng sư nói có chánh niệm ý niệm cho đó bổng, khi mà tâm xuống đó liền chánh niệm. Như vậy phải hiểu rõ như thế nào gọi là chánh niệm, phải hiểu cho rõ chút. Chánh niệm là cái tiếng ghi nhận niệm, cũng như niệm Phật. Nghe thấy niệm Phật. Niệm Pali, A-ra-hăng, 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 Sam-ma-sam-bu-tho, Sam-ma-sam-bu-tho, Vichya-charana-sam-man-no, Vichya-sarana-sam-man-no, Sukhato, 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 Lokavitu, Lokavitu, Anuttaro, Anuttaro, Purisa-dhamma-sarathi, Purisa-dhamma-sarathi, Sattha-deva-manu-sa-nang, Sattha-deva-manu-sa-nang, Buddho, 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 niệm vài Buddho, Buddho. Có căng thẳng hạt đau không? Không. Tại sao? Niệm Phật. Không có căng thẳng niệm đau rồi. Bây giờ, tại sao hành giả mà năm năm như thế? Khi con luôn bị căng A đạo. Sư đã nói từ ban đầu, khi hành giả chú tâm này bụng, hành giả sẽ kinh nghiệm và cảm giác được căng. Sư nói trước rồi, căng, bụng, căng, 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 căng. Và thứ hai, di động, di động, di động, vật rung, đầy nơi bụng, đầy nơi bụng, và đầy nơi bụng. Vì hành giả ban đầu nó chú tâm, chắc có lẽ chú tâm hơi nhiều hơn là chánh niệm. Chánh tâm chú đó, khi mà chú niệm này, thấy cái niệm nào nào tới giờ bắt đầu có. Hành giả chưa có từng niệm, có lẽ niệm Phật. Nhưng giờ niệm thân đó, hành giả chưa niệm. Chưa niệm thì mình sắc mấy bắt đầu 2015, đây giải thích từ ban đầu. Lý do là sao? Mà giả khi ngồi thiền luôn bị căng ở đầu. Mà trước khi căng ở đầu, đối tượng đã kiến sư là để tâm nơi bụng. Và để tâm nơi bụng, sư nói rõ sẽ có cảm nhận được căng, 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 di động rung. Nếu mà quý vị không thấy được như vậy, quay thiền sinh máy, lấy tay, một tay hoặc hai tay đá trước bụng, đá sát bụng. Tại sao lấy tay? Trong tay mình có tâm, tên nó là thân thức. Vậy thân thức này có từ đầu, từ là tóc, móng tay không cảm giác được. Nhưng từ da mặt này, ví dụ từ đầu tới bàn chân luôn luôn có cái cảm giác đụng. Thì làm sao biết cái này phòng sạp đụng? Niệm thân là xúc, xúc phải có sự động. Như vậy động ở đây là cái ba cái đối tượng, ba cái đại, đưa đại. Ngày tây tối đi động, đứng động, ngồi động, nằm bụng có đẩy không đẩy, đã cưng chỗ đó rồi. Cho đến này chân của mình chạy đó mình đâu có biết. Làm việc bàn tay chạy đâu có biết. Mà tâm mình, cái tâm mình hoạt động hồi nào đã già, đâu có ở trong bàn chân, đâu có ở trong bàn tay, ở mắt thấy tai nghe suy nghĩ rất là nhiều. Hay đó, vừa làm vừa nghĩ, vừa làm đi. Vì đời sống của mình, đời sống
tục đế, tục thường. Thầy thường phải thấy bằng mắt thịt, nghe bằng tai, vậy là làm việc bằng đây với nghĩa của tôi. Mà có tôi nó trồng, chơi buồn với lo tôi hai. Bây giờ vào thiền mình sát rồi, đối tượng đầu tiên đây là đà thần tứ niệm xứ, mà bắt đầu từ thô thân quan niệm xứ. Màn giả thấy rất là đúng sao giải thích. Con luôn bị căng ở đầu. Căng là gì? Căng ai làm căng gì? Vì thấy bánh xe đó, khi nó bom thật cả mới căng. Lớp ngoài là căng nó cứng. Mà ở trong có ruột có gì? Do không mà. Mà rồi là nó ảnh hưởng tới ngoài căng cứng bánh xe. Một chiếc máy bay có mấy 8-9 bánh xe, 20 bánh xe gì được. Mà nó chịu đựng còi, chịu đựng cái một cái chiếc máy bay 500 người mới chiếc lớn này 747 và còn vật nè. Đây thấy cái sức mạnh của gió như thế nào. Như vậy sẽ nói là phòng xẹp tục đế thôi. Rồi cố gắng theo dõi cảm giác được căng gì đó. Nó là căng gì đó bận mất rồi, bận mất rồi. Như thế trường hợp không cảm giác được ban đầu tai, lấy tai đẻ trước bụng. Rồi khi mà đẻ trước xác như chỗ quán, thở vô nhân bụng phòng xa ra bụng xẹp. Thầy vừa thấy đã quy niệm phòng mà xẹp rồi. Khi mà bắt đầu rõ, một phút, hai phút bắt đầu rõ, vì lấy tay ra. Ví dụ con quý học để đợi á, nó không vui vì ấm rồi cái gì đó, chứa cái gì rồi. Bàn tay của mẹ cháy gió gió sẽ thấy gió gió bắt đầu đưa em nó cảm giác chỗ này nè, không biết đòi cái gì và bất cứ cái gì cho nó là nó lấy ở đâu có biết. Nó cầm dao mặc việc phải lấy gì đổi cho nó mới chịu. Nó đứa nhỏ thì cái tâm cũng vậy đấy. Vậy vì vậy dỗ nó bằng cách để xác vậy. Và để xác nó tâm nó cảm giác được. Rồi chánh niệm trên hết sati pamukho, có thể là trên đầu tâm đã này bụng rồi mấy tâm sở. Tâm sở là chánh niệm theo dõi thì mà không phải nhìn bằng mắt à. Nếu nhìn bằng mắt của dục cũng cảm thấy căng thẳng. Trí nhớ thôi, trí nhớ của nó sự nói bụng vậy đó. Rồi lấy tay để cảm giác rõ xúc à, xúc là động. Rồi xúc động được. Có ba đặc tính của địa, của đại mới biết được. Là địa đại nhất lúc là cứng mềm này. Rồi vả đại nóng lạnh, phong đại càng dao động rồi. Đây vì để xác thôi. Thấy có gì ta bắt mạch đây, chỉ bắt mạch có tay thôi. Mà luôn luôn có mạch đâu có biết. Mạch thầy thuốc à. Khi bác mạch, một phút, hai phút, ba phút nói bệnh của cái gì. Đấy, cảm giác mà trị bệnh đó cũng bằng mạch đó thôi, bằng gió. Gió chậm cho lại. Thầy Đức Phật hơn các vị lương y 2564 năm. Cũng vậy. Đấy, theo dõi nhiệt của gió thôi. Hay nếu quý vị với thư giãn, nếu quý vị niệm Phật không căng thẳng, không mong muốn gì, niệm Phật để nhớ Phật, nhớ Phật không quên Phật. Thầy quý vị cũng để đây. Cũng vậy, không muốn gì không, chỉ thư giãn ngồi như ngồi thẳng, nhưng phải ngồi thẳng à. Này, ngồi thẳng trong kinh, ngồi thẳng xếp bàn kiết già ban già. Trong kinh khi nói là kiết già dịch, nhưng mà chú giải có thể ngồi thẳng rồi kiết già băng già xếp bằng tùy trường hợp, một chân trước một chân sau để dễ niệm. Ngồi tây phương là ngồi trên ghế này, đông phương thì mình quen ngồi đó. Còn đi nhà có tây phương thì thấy không có giường, không có giá, mà ngồi là luôn luôn là ghế à, ghế hai chân nó thầm xuống. Như vậy làm sao nghĩa là ngồi đó thôi. Này, ngồi để mà yên, yên rồi mới chú tâm được lành vậy đó. Đấy, đây là cái cách thứ nhất. Và tu tâm được điện một lần, hai lần rõ.
theo một cách nhẹ nhàng. Phòng niệm trí nhớ này, tiếng của chánh niệm đó, nói là phòng được đó. Vì tâm chú nơi đó và trí nhớ xuống tới liền, theo dõi tâm nó nói liền, nói sự thật, không nói dối, nói thật, phòng, lên, rồi tâm hay biết hay không có cố gắng bằng sức, không cố gắng bằng sức. Ý nói là sức mạnh của đức tin, sức mạnh của sự hướng tâm thôi. Như vậy phải còn phải lấy sức mà hướng đó, lấy gì? Lấy chân tinh tấn, bỏ cái quá khứ, đừng truy tìm tương lai, không ước vọng, vì nó mất rồi, nó chưa tới quá khứ tương lai, chỉ hiện tại. Thân tâm này làm sao thấy được thân được tâm bao nhiêu đó thôi. Đây là Phật tử đôi khi cố gắng tìm tới căn thân, có một chút chút tâm mạnh này. Và sư nói đối tượng đầu tiên, không nhớ được đối tượng đầu tiên như được, sư nói bụng chỗ đó là chỗ để trụ tâm, đang không nói mũi nữa. Có phương pháp để nó mũi khó, nhưng mà sư nói là phương pháp của ngài Mahasi, tại sư tập quen, mỗi sư cũng có tập, có thầy cuối cùng giống nhau không có khác, này giống nhau không có khác, vừa đông phương tây phương, đông phương ta bắt tay, tây phương nó sai, không được nói như vậy, mà tây phương họ nghe bằng lỗ tai, nghe ngực, nghe hơi thở, nói sai không có sai, này đúng hết rồi. Để tìm bệnh đó thôi. Vậy muốn tìm chỗ nào cũng được, không có sai. Làm sao biết đặc tính trong thân này nó chuyển động cho nó nóng lạnh như thế nào, rồi nặng nhẹ như thế nào. Thì tây phương nó vậy, lên cân đi, đầu tiên biền mấy kilo, mấy bao đó, rồi lấy thủy rượu, rồi đo nhiệt độ trước khi gặp bác sĩ à. Không có thì giờ nhiều, bác sĩ coi hồ sơ đoán, rồi thử gì thêm phần sau đấy, thầy khoa học thêm về cái vật đó, thì rõ đã chứng minh Đức Phật dạy về trị bệnh tâm. Như vậy quý vị trở lại, nếu phương pháp này giống như bài học đầu tiên, không bao giờ bỏ nguyên âm phụ âm, cứ ráp được thấy để chỗ này đó. Rồi nếu quý vị thư giãn một chút, nghĩa là không cố gắng quá, không cố gắng giống như làm việc hay gì đó, làm bằng thân, cái này dùng bằng tâm, tức mà bằng tâm từ hướng tâm cái về đó nhớ. Nếu mà việc không một cái thô đánh hoàng thô rồi ba trả lại ab là rồi ba rồi cứ đã nghĩa nó ra liền. Nếu đó là A B không có nghĩa gì hết, hoặc B A không có nghĩa, nếu hai chữ đó ráp lại này thầy hiểu liền. Quyền nguyên âm á, nó phụ về phụ âm, nó nhờ nguyên âm nó cho đó rồi nó mới ra được nghĩa. Thần còn vậy, nếu mà tâm nó đi xa không có nghĩa này, nếu mà tâm ra lại có nghĩa liền, mới gọi là con người dành sắc, có người thân tâm. Như vậy vậy thì điểm này phải không có quên, không quên đối tượng đầu tiên, không phải cố gắng là phương tiện, nhưng nó là đầu tiên. Đọc là phải đọc A, B trước, không là nói Z sao gì được. Vì luật tư đặc đã có sẵn như vậy học. Một thì hành giả có thể hơi cố gắng rất là nhiều, cho nên có một sự khối nặng, mà sai chứ nó không sai. Tại sao giải thích được rõ, một khối nặng đầy chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống gì là gió rồi. Nó chạy là gió, xe chạy, máy bay bay, chạy lên chạy xuống. Một khối nặng, nó nặng đó, nặng không có chạy lên chạy xuống. Này, à một cái căn chứ, một cái căn đó, cái căn xưa nó là căn di động rung. Thì nó căng, di động rồi. Bây giờ nó lên chạy lên, đâu có sai. Chỗ có sai.
khi mà cái gió rồi đã có lửa gì? Lửa, có gió liền, mà gió đưa lửa lên. Như vậy đó, gió rất là nhẹ, thay bản chất nó đưa lên. Như vậy cái đại đó bắt đầu nó lên à? Đại đó bắt đầu lên à? Như vậy, vì cái gió từ trên mình thở vô, bắt đầu rồi, nó phải thở ra. Là như vậy. Vì lý do đó, vị thiền sư Ngài Ma Si, vì hơi thở, rõ ràng Đức Phật nói vì thiền định à? Nào xô thiền nhây thiền tư, thiền quán. Để cho thấy đối tượng của thiền quán là thân tâm. Này, thấy một cặp này nè, mới biết, biết vẻ. Này, mình muốn học chữ, phải học nguyên âm phụ âm. Không có nguyên âm phụ âm không ra. Đây là bài học đầu tiên, cũng là cuối cùng không bỏ được. Thầy hành giải giải rất là thân. Một khối căng chạy lên xuống và đập vào đỉnh đầu. Vì thấy đỉnh đầu là hết rồi, có đi đâu, không có đi nổi. Nhưng mà khi đền lên, hành giả chú tâm mạnh, khiến cho nó cứ bị cái gì thì. Khi mà gió nó mạnh á, thầy quý vị, một chiếc xe đó, xe Hà Huy đó, để mấy năm rồi nó vẫn còn, nó vẫn chịu nổi một cái xe. Nà, đấy, nằm đó, đó, hai bốn ba nó chịu, gió quý vị thấy không? Đấy. Thế như vậy hành giả nói rất là đúng không được. Bây giờ đã lên trần xuống đập về đánh đầu. Đó là cho nước mắt đánh đầu. Làm cho nước mắt này, làm cho nước mắt bị chảy nhiều về thầy. Rồi nó dồn đó lên xuống. Hắc quý vị thấy. Thấy người ta nấu nước. Khi mà nóng nước, nó nóng nó đưa lên, tự nhiên nó đưa một cái nước á, ở trong cái nắp á. Như vậy cái đó là tứ đại. Là quý vị thấy, nó làm việc rất là đúng. Nhưng mà làm sao? Không có tôi, không ta, nóng đây, nóng lạnh á. Chỉ ghi nhận đúng vị trí của nó để thấy sắc pháp như thế nào, danh pháp như thế nào. Không có còn gì nữa. Vậy đó, để thấy chân đế. Chân đế là căng di động rung, đó là chân đế. Tai mất rồi, đầu mất rồi, căng với động rung rồi. Nhưng coi cái căng nó chạy tới đâu, rung tới. Đó là nhắc không quên đối tượng đạo tiền. Này, tôi nói là phòng xẹp, nếu chỗ đó nó căng, nó cứng, đừng có quên đối tượng, trở lại, coi lại đối tượng đạo tiền, đừng có quên ngôi nhà. Đi đâu, cũng trở về ngôi nhà của mình. À, ngôi nhà của mình là chỗ để đầu tiên đó, cho chuyển động phòng xẹp ra hoặc nơi mũi, ta trở về cho mũi. Và bây giờ sư nói bụng phải trở về bụng, tại sao sư dùng cái này? Chỗ này dễ nào, nó xa, còn đãi nơi mũi nó gần, tâm nó định nhiều, còn ở đây nó quá nhiều, thấy rõ phòng xẹp này, nó xa ở giữa con, không phải ở nơi chừng nữa. Này, thầy hành giả rất là đúng, tại đôi khi cứ tìm cái đôi khi ngoài cái mà sự thật nó có. Bây giờ mãi đến năm 2020, khối căng vẫn tiếp tục, nhưng có thay đổi, nó là rung lắc là gió rồi đó. Kìa thầy, thấy rất là đúng. Này, nhưng mình không, hãy xếp để ai có cái đó trong đó. Đừng có cái tôi cho đó, đau của tôi rồi, bị điều kiện. Có tôi cho đó, đau của tôi là bị điều kiện. Đau không thay đổi. Bây giờ nó cứng như vậy, nó như vậy. Này. Cái này không phải bệnh, mà chứ là thiền. Mà trở lại anh giả, thiếu chánh niệm. Chánh niệm chưa dài dặn. Giờ nó lắc đầu, nó phát ra tiếng. Tiếng nó cục vậy đó. Cái âm thanh nó trở thành tiếng. Trời gầm đó, xe đấy chạy, nó phát ra tiếng về, tiếng do người, tiếng do thời tiết. Như vậy, nằm ra đây thầy mà nấc cực, nấc cực qua tay rồi, dùng sức nó rất hơi nhiều. Đó. Có tiếng không sai, nấc cực không sai, do cái căng quá mạnh cùng giải thích. Căng quá mạnh nó ra cái đó. Không thể nào phòng xẹp được. Rồi,
không thể nào phòng xẹp được rồi. Rồi, quay nghe ngồi. Thầy quay nghe tới bố. Nè, ngồi. Nè, đi. Đi đứng ngồi nằm. Quay nghe. Tập chánh niệm. Vậy trong lúc mà ngồi không được. Để đối tượng không được. Vì đi thì coi đâu có căn cứng đầu không. Đây. Thế đi. Chú Tâm nó không nói là đi, không giải thích đi. Nếu mà đi giải thích nó căn cứ trên đầu là một việc khác. Giờ đi không giải thích là có căn cứng trên đầu. Đứng không giải thích căn cứng trong đầu. Nằm không giải thích căn cứng trong đầu. Trường hợp như vậy, nếu mà tôi như vậy thì đứng dậy được rồi. Mà đứng quỳ không đi. Mà đứng lâu đó, đi thì quỳ phải để chân, tâm lý chân quỳ đi. Chân nó hoạt động, hai chân mặt đó đứng. Tại sao mà để quỳ đứng đợi xe, đứng một đợi một người nào quỳ làm việc gì? Nếu mà quỳ biết thiền á, quỳ chỉ trả lời thôi. Trả lời gì? Đứng, đứng không suy nghĩ. Rồi không suy nghĩ để mình không ảnh hưởng mắt thấy suy nghĩ, tai nghe suy nghĩ. Thì trả lời đứng đứng đứng. Mất mắt thì mở, chú tâm nó bận quỳ theo. Nó bị căng không? Này, vì chú để tâm này bận. Có bị càng không? Quý vị đã từ mấy năm nay đã thiền. Như vậy chỉ nói cái vấn đề ngồi thôi. Nhưng đi quý vị không giải thích. Đứng lâu đâu cho nên nó đứng thiền. Nà, ngồi thiền, đứng thiền, đi thiền. Ý nói là ngồi trên niệm. Đi trên niệm, đứng trên niệm. Rồi biết cách hướng dẫn tâm. Mày. Thầy né mới dạy quý vị nằm. Nấy. Nằm mà trước khi ngủ, nằm thư giãn. Tôi ngồi không được. Quý vị giải thích. Bây giờ giải thích chỗ này nữa nè. Tới đến năm 2020, khối căn vẫn tiếp tục. Nhưng có thay đổi là nó rung lắc tai. Nó rung lắc đầu. Cũng gió thôi. Đầu không bao giờ rung lắc. Mà cái gió là như vậy. Rồi nó cục cái căng thẳng mạnh. Không thể vào phòng xẹp được. Con đổi cách ngồi, con giữa tường và chân duỗi thẳng thì nó mới tạm yên, con vào phòng xẹp thư giãn chút thôi. Quý vị chỉ ngồi thư giãn chứ hai chân thẳng đây bắt đầu yên quyết có cái sự cố gắng trong lúc ngồi này chú tâm. Nhưng mà thư giãn sư nói là quý vị nằm nằm thiền. Nằm như phải là thường thường ngủ. Nhưng bây giờ mình vẫn có chánh niệm phải nằm động. Nằm động. Hoặc là chú tâm nơi bụng đối tượng đạo tiệm. Vì thầy không có căng cứng đi đạo không? Đây. Đó là một cái vấn đề kỹ thuật. Con duỗi trường hợp. Con đổi cách ngồi giữa tường nên chân duỗi thẳng thì mới tạm yên và con vào phòng sạc cái đâu chỉ thư giãn chút mới vào phòng sạc đi thiếu sự thư giãn này cố gắng quá sức này từ tâm khiến cho dữ dội là tâm mà sai chút sai một ly đi một dặm như thế. Khi con vào được phòng sạc tâm con rất quan hệ theo bây giờ chỗ này đấy nó rõ thở vô phòng thở ra sẹp rất là một đối tượng đầu chỗ đó đó nè tạm cũng có là cốt canh chỗ đó nữa tạm và cuối cùng đó này nếu quý vị theo dõi cái đó là bắt đầu mà chỗ đó là không chấm dứt chỗ đó nó rất là dễ hay đó sư nói là vậy thì chắc chắn ha. Tại sư tập lâu thôi, tội nghiệp, vì hành vậy cũng là giỏi lắm rồi đó. Khi nói mà nói sư ra, tập cũng cả chục năm, chứ không sao thôi. Mà nói thầy nói là, đây sư muốn lấy cái bài học mà thầy quý gặp á, để giải thích một chút mà. Nhưng mà sau đó sư mới bây giờ đó, mới hiểu, vì nói là sư hiểu tại sao, cũng đâu phải... không phải đơn giản đâu
Không phải đơn giản đâu. Có vị nói rồi chỉ một phòng thôi mà tôi học 6 tháng. Có một vị nói sư đó, từ trong trong ngày mà ngày Upinita rồi bạch ngài, con ở một năm mấy mà chỉ phòng không đó mà con học tới 6 tháng. Thiền sư bị giải thích cho ông nghe nghe mà con học tới 6 tháng mới hiểu như thế nào là phòng. Để thấy không? À, vui này. Thì bây giờ ta khúc sư cùng vui rồi được. Tại vì thế con vào đứa không xẹp và tâm rất vui hãy cho này sư vui rồi. Còn não sư không căng thẳng. Tại tội nghiệp bây giờ coi coi tâm mà hả? Nà, khi ta buồn đó, tâm vui đâu bao giờ đó. Đây, đây. Nhưng khi cái căng quá mạnh không vào phòng xẹp được, con phải niệm căng suốt nên tâm ở trạng thái không được quân bình yên tĩnh. Đúng rồi, cứ thấy căng căng làm sao quân bình được. Xin lỗi bánh xe đó, nếu mà nó cái tâm chắc nó chết rất mình rồi đó, nào lại chạy mà nó chịu 24, người ta nói 24 bằng 24 chịu đựng á. Bánh xe kia đó mòn lăn do gió, đất nước là gió đấy, sức mạnh của định tâm. Rồi giải quyết được rồi, hành giả đó thì cũng 3-4 năm thì học phải vậy chứ. Này mấy đứa nhỏ đi học á, 1 năm 2 năm đó đừng có complain đó, sư học lấy năm không là cũng 3-4 năm, chậm lắm. Này kính bạch ngài thiền sư, chỉ dạy cho con vì con rất tha thiết hành thiền, nhưng do chướng ngại quá lâu nên con thấy chậm tiến bộ. Con xin riêng ngài ban tổ chức hồi nãy đó sư chỉ dạy thích vì phòng xẹp đã thôi nè, là nó như vậy, nó chấp nhận cứng ai nó ra vậy, cái thay quy ngồi thiền này nè, vì thấy cái gì, thấy trời, thấy Phật, thấy tiên. Không, không vọng, không vọng, không Phật đâu còn. Này, đấy, đối tượng ở ngoài. Này, tạc tạo, nè nó Phật tức tâm, này, như vậy á. Tiếp tục thôi, hành giả có điểm văn hãy rồi, học chưa cái đó rồi. Không có gì, sư đã giải thích rồi. Bây giờ câu số 2, kính bạch ngài, khi thấy con giận, khi thấy cơn giận nói lên thì ngay lúc đó con niệm giận, giận, giận. Vậy sau đó khi thiền tập có nên lấy cơn giận làm đề mục để nhìn kỹ lại cơn giận để thấu suốt gốc rễ của tập khí của mình, để từ từ quân tập làm chủ cơn giận những lần sau, phải không? Rồi. Tâm. Khi mà nói tâm, không phải một ngày tay tối giận giận hoài. Có điều kiện. Này, người đời này, này điều kiện một cái tiên thời người ta chửi nặng, cái tiếng chửi đã mất rồi, coi tâm mà thâu nhận cái nhận mất rồi, nhưng vẫn đang về, đến giờ đang về tới nhà không vui. Rồi người ở nhà thì tại sao bữa nay nhà của tôi không vui, làm sao vui được, lửa là tiếng người ta chửi cho tiếng đi mất rồi, nhưng mang về để món quà gửi cho nhà, nhà mang quà không vui vui rồi, nhà tôi sao bữa nay như vậy, tại sao vậy, lửa mang lửa về đây hay là gì, mà nếu nhà tôi đi chùa tập thiền, trời ơi nhà tôi liền đổi, đổi sao, nói gì ổng cũng như Phật, Phật để đó yên,
ông không bao giờ trả lời đấy, khác rồi đổi khác. Ngày này không vừa ý con phải chịu thôi. Ông lại như vậy nói, thôi ông với ông đổi ta không vậy. Nói gì ông không trả lời đó. Đấy. Ông không có nghe, nếu khi nói gì, ta nói tâm cảm gì đâu. Nói chuyện không có bây giờ, ông đó mệt lắm nghe. Thay vậy, nghe nghe quá trở về mệt, ngủ, vậy đó. Ai. Rồi vậy, đấy là thuộc kìa. Nếu sân á, thuộc kìa tâm, mà không lẽ sân một ngày tới tối mà làm đối tượng đầu tiên không? Tâm, niệm tâm nhân, hay biết, đây, hay biết ở đâu còn. Đôi khi người ta nói, tâm tức là trái tim, nếu tâm đặt là tim một cái khác, ở trong đó thương, thương, thương. Và ghét 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 không phải như vậy. Đức Phật không bác bỏ trong sách Upanishaya, đệ tử của ngài đôi khi nói vậy, ngài không bác bỏ, ngài giải thích thêm dằn ruột bằng đi xà giá, chỗ nào có sắc pháp chỗ đó có tâm. Sắc pháp như nào? Màu sắc, âm thanh ở đâu? Ở cần mắt thấy, có tâm ở tai âm thanh nghe, ở mũi có mùi, biết mùi lưỡi vị coi tầm tầm tầm. Chỗ nào có đối tượng, chỗ nào sắc pháp, màu sắc, âm thanh, mùi vị là sắc pháp. Vì vậy ta mới bắt được âm thanh. Đã để cả năm, mấy chục năm, âm thanh dần hình ảnh chụp rồi, hồi nhỏ. Đó bây giờ vẫn hình ảnh sắc pháp người ta bắt được là như vậy. Thầy Đức Phật nói chỗ nào có sắc pháp, chỗ nào có tâm, không phải trái tim. Nhưng trái tim có thể nó là tâm cơ, chỗ trụ xứ của nó. Đôi khi nó ngủ giải thích như nào, đôi khi nó ở trong cái bằng tiềm thức, hữu phần, hộ kiếp, nhiều cái giải thích. Đấy, hay đôi khi chỗ đó nó cũng như trong trái tim mà. Có một số nhau nhau một cùm tay vậy đó, máu thầy cho đó nó tâm hoạt động tùy. Thầy Đức Phật dạy mình dễ hiểu hơn, còn nói là tâm là trái tim không sai, một phần nó trái tim nó nhảy người vậy, dần dần con trái tim nó đập thương thương qua, trái tim nó đập đầy, nó chạy không biết chạy đâu rồi. Còn nhỏ, mẹ ơi khóc, mẹ ơi sợ, mẹ ơi cha ơi. Nhưng mà tôi lần coi, trời gầm chúng tôi chạy lại, chạy sổ xa xa coi. Tìm nơi trốn của tâm sợ, đối chuyện hết. Vì vậy mới là tìm nơi nương nhờ của tâm quy Phật, quy Pháp, quy Thần. Nơi nương nhờ sợ niệm Phật, A-ra-hăng, vân vân, niệm Phật hết sợ. Hết sợ, con sợ niệm pháp, con sợ niệm tăng, tới lúc họ hỏi, tại sao niệm vậy? Khi niệm Như Lai, tại sao Như Lai không có tham, không có sân, không có si? Vì cái đức không tham, không sân, con nhớ tới ân đức của Như Lai, con không sợ đầy. Vậy, đó, nhận thầy cái tâm này, sân đâu? Là một đối tượng thứ nhì trong cái tâm. Nói tâm tới 16 loại tâm. Niệm tâm như thế nào? Khi tâm tham, biết rồi tham. Nó một ngày tới tối tham. Không có niệm, thầy nó ở một ngày tới tối. Hình ảnh đó, nó không phai lạc. Âm thanh đó, nó đi rồi nhân dẫn. Mang nó về, tuống sai lầm, tâm sai lầm, kiến sai lầm rồi. Niệm tâm được. Nhưng mà nữa, giận bao nhiêu, nếu vì giận thật và chánh niệm, nó giận hả? Giận, bắt đầu, giận ai? Nó nói vậy thì giận ai? Nếu vì này, chỗ nào mà nó giận? Này, vì vậy, này, niệm thân, phòng sẽ tâm ta lại tâm phong, niệm cách suy nghĩ cái gì? Mới vừa đi thôi, mà rất là nhanh, chánh niệm nó bắt kẹt rồi kìa, vừa xẹp tâm tới. Mới vừa nhìn xét bát mất điện và thấy chánh niệm ánh sáng là vừa tối bật đèn mất. Giải thích như nào, có ánh sáng thì có bóng tối, không ánh sáng bóng tối, quên niệm
bóng tối, sẽ không biết sẽ có đâu, không biết, mà rất là nhanh, rồi một tí mới bắt được cái đó. Ôi, nó xa tới vậy, hồi nhỏ, đấy, đấy, cái đó gọi là vô thường, vô ngã, không biết ở đâu, không giống mà cũng khác, nhớ hồi nhỏ, giống bây giờ, đó có bây giờ, mình như vậy, hồi nhỏ đây, không giống tâm, nó sanh diệt, sanh diệt, sanh như vậy, nghiệp, nó kéo rồi, thân thần, thấy được, nhưng phải nhớ thôi, tâm tới 16 cái, hai biết vì gì, khi mà niệm tâm nhớ hai biết, để phong xẹp, thấy nó biết rồi, ổng có tâm đó đó, đấy, niệm tâm rồi còn gì nữa, chút tâm nơi bồng, ai biết phong xẹp, đã giải thích chỗ đó rồi, phòng xẹp, mà phòng phòng đó có tham không? Không có tham. À, bây giờ xẹp xẹp nó ra sân, không có sân, quên, không quên, bao nhiêu đó là đã trừ được tham sân si. Vừa niệm thân mà nhìn thấy tâm, đã thấy tâm rồi đó. Tâm tôi không buồn, tôi không lo. Bây giờ tâm căng thẳng, chỉ căng thẳng, khó chịu vì thấy như thế nào? Tâm chỉ căng thẳng thôi. Bắt đầu một trạng thái vì nó căng không chèo cò, còn nếu bụng không thì căng căng rồi nó co, chỗ này mới gọi để về quên quên trở về đầu tiên, nhớ đối tiền đầu tiên trở lại đây, thì nếu không thấy vị thư giãn, nằm cho thư giãn để tâm này bụng thì coi như nó bị căng lên đầu không, này không có này, mà cái tâm khi tập quen ơi không nói nổi rồi. Sư nói là bà con này, đến nỗi sư đừng nói gì, nếu mà sư hữu sư quên sư nghĩ chút giật mình điện, hoặc là sư cũng để tâm ở trong đầu chút giật mình điện, mà trở lại sư nhớ để tâm lên bụng ngủ nó tắt vậy đó, đó bây giờ đó, nếu sư quên để ý nằm ngủ nói muốn cứ nó giật mình, ủa tại sao vậy, cũng giật mình rồi sư tìm để nó yên vậy đó, vừa ngủ không có để ý nó nè, ngủ hay là muốn ngủ, khi mà tập tới vậy là coi tâm người để tập đâu phải đơn giản, không đơn giản, cho nên khi mà tập nó được rất là tốt, tốt ở trong bàn tay, ở trong bàn tay, ở bàn chân, ở trong bụng, ở nơi bụng, ở tâm, tâm không à, vậy đã có tâm rồi, nhưng bây giờ muốn lấy nó riêng để nhụy niệm tâm. Tham biết tham, không tham biết không tham, sân biết sân, không sân biết không sân, si biết si, không si biết si, tâm phóng biết tâm phóng, tâm không phóng biết tâm, giải dưới bừng ngủ biết, không giải dưới bừng ngủ, tâm ở trong cõi dục giới, nào thích không thích, tắc thân hơn tư, tâm ở cõi, tâm không phải cõi này, tâm ở trong thiền, à, theo dõi hơi thở, dễ chèo, hơi thở theo dõi thông, bắt nào đâu phi lạc, không phải tâm ở khởi này, dễ chịu không bắt đầu, không quá khứ cũng lại, đây tâm thiện, không phải tâm ở khởi này. Bây giờ tâm định, hơi biết tâm định, tâm không định biết tâm, tâm giải thoát từ xa na một, tôi nói lại, không có tham, không sân, không si, một phút, hai phút, nào, ở đâu, tôi thấy tâm tôi không suy nghĩ, không suy nghĩ quá khứ, không phải, bây giờ nó không tham, không, đây gọi là giải thoát, sát na giải thoát. Đôi khi các ngài giải thích nào, sát na niết bàn cũng nói vì không tham, không sân, không si trong giây phút đó. Thì ngài dạy khuyến khích, đôi khi nói để diệt trừ một cái luân hồi, một niệm là một luân hồi. Theo dù mình chết, tỉnh, theo dù quên tỉnh. Nếu như bị mê tỉnh, tỉnh một ngày tới tối các bậc A-la-hán không quên đấy. Thế bây giờ mình mới bắt đầu phàm thôi, mà đi trên con đường thánh nhân phải mệt như vậy đó. Muốn niệm tâm niệm, muốn miệng giận là giận, thì khi dạy kỹ thuật niệm tâm cho cô ngài xem mình này, thầy ông nói tâm hay bệnh, ông nói thầy tâm hay phong phong đấy, ông chọn đối tượng đầu tiên thì coi muốn mỗi mỗi muốn bụng bụng đề cũng vậy thôi, cũng vậy thôi á, ngài tê thì nhà ông trái chọn đây phải lấy đối tượng đầu tiên để tâm cho đó, niệm tâm ở đâu, quá khứ hai tương lai, quá khứ
tìm ra không? Nó quá khứ tương lai không? Hiện tại quá khứ đã qua rồi, tương lai, bây giờ hiện tại. Tâm sân này, tâm sân hiện tại, đó là niệm pháp rồi đó. Ngồi ngồi tôi nhớ ái sân lên. Nào, sân sân lên. Nha. Như vậy á. Này, đây, sẽ nói về vấn đề mình nhìn không kỹ. Sư đang hành thiền có vài năm, sư nói thầy sư hình như không có tâm tham sân lên thầy. Ngài nói thôi. Ngài nói về buổi chiều tối sư hành thiền sư có nhớ tới vật thân mô Phật. Nói dấu như thầy sao Phật nào nhớ đây ông đã đó, tâm á nhớ vật thật đó, tại vì ngồi nhớ nè, tham sân lên nhớ vật thật đấy, đói nè về về thấy này thầy sư dạy nhất sư lâm thình nè, rồi sư cười hôm nay sư cười không chân niệm sư, thầy cũng cười, tôi nói tôi cười cái chân niệm nữa, tôi cười cái chân niệm sư cười không cái chân niệm, cười một cách xúc động. Rồi tai là chân mỹ rung hết cả vai. Không, Đức Phật á, cười mỉm chi thôi. Này, cười vậy. Cái vô nhân tâm á, này, một cái tự nhiên cười của một vị là hán. Có chuyện gì cũng cười à. Này, mặt cười có nhân. Ta làm tội, đi thấy đất rút, Đức Phật cũng mỉm cười thôi. Đấy, có chuyện này như vậy, nói gì bây giờ? Cái tâm xã này vậy nè. Này, niệm tâm đẹp đấy, dẫn niệm á, nó không phải căng căng cứ nó tự động đi, căng căng đó đi tôi không thích rồi đó. Đây, mà không thích là tâm sân rồi, thay cái đó niệm đi, không thích rồi, chịu làm sao, đừng có căng căng, nó không thích, nó đã không thích rồi mất cái chịu căng căng đấy, đau đã nó khó chịu rồi, cứ đau đau làm sao trị nó được, thay niệm tâm trong đó phải niệm tâm nào khó chịu còn phải niệm chân đau đâu. Cái tên chân nó không có mất đau, chân nó ở đó thôi. Đau là cái thọ, thọ nó đã thay đổi rồi, nhưng mà không nhìn nó kỹ. Ôi, da tôi đau, thịt tôi đau, xương tủy thứ đau, cái tôi ở trong đó vì không thay đổi, cái đau không thay đổi. Bây giờ nó khó chịu, cứ đẩy nó vô đó thôi, càng không ra khỏi. Thay ngay vậy, nó niệm tâm á, đau khó chịu, đây. Nó đẩy lên đó, khó chịu bắt đầu nói đó khó chịu không thích gì bây giờ, cái chánh niệm đã nói chuyện thẳng đó, nó tìm không ra nè, đôi khi nó không thích đó, nó căng căng, thấy ông niệm căng căng thì căng căng rung niệm rung cũng gì rung cũng là gió, nó căng cũng là gió cứng, cũng là đất trở lại đôi tiền đào tiền đây, coi vận hành của pháp bảo. Đứa nhỏ nó khó chịu, nó nằm giả, nó khóc, thân thể nó căng cứng à. Đấy, đó là cái thân. Chứ người, ôi, căng hả, giận, người lớn không phải đứa nhỏ. Mà nó căng, nó giận thôi căng cứng. Thầy mình giận quá, rồi nó căng à, giận quá. Tại này, trở thành một cục sắt, quanh một cái chén. Đừng nói chứ quanh, chửi à, chửi nghĩa là nó ôi, chó mửa mèo chê. Nó khó vậy. Cái tâm mình. Đây nói từ chuyện tâm sư cũng cười về nó thôi. Nhưng niệm tâm được. Nhưng mà phải niệm nó, phải nhìn kỹ nó. Nói cho nó giận hả giờ bắt đầu. Nó sẽ giận với ai? Ai bây giờ bỏ cái đau đó rồi. Nó giận hả giờ. Nó giận hả? Không thích hả? Không thích cái gì? Nó không thích. Nó tìm không ra. Đi tới tòa án cao rồi. Cái gì bây giờ? Cuối cùng thầm na kê bằng kê đời tòa án cao đó. Bởi thẩm viện. Họ bỏ thăm. Tòa án nhỏ nhỏ tới đó. Cao quá. Kêu lại bỏ thăm. Rồi bỏ thăm nhiều thăm. Đó người ta nói vậy đó. Ăn vài chập nhẫn. Cuối cùng vậy đó. Tòa án lương tâm cũng như vậy. Đấy. Tòa án người cũng lương tâm. Nhân người phàm xét xử không được, luật không được, đang biểu tình rằng rằng. Ôi thôi, chấm dứt cho này. Này, chấm dứt cho câu hỏi của cái gì? Của vấn đề hỏi niệm.
niệm tâm khi giận nói lên lúc đó giận niệm chứ, cái niệm giận giận đã niệm tứ niệm xứ rồi rất là tốt. Nhưng cái gì niệm giận coi giận nhau như thế nào, nếu mình niệm mà ánh sáng tay là giận như ai nha, giận như tóc hả, tóc nó bạc, giận nó giận tóc lông, giận như răng xương da hỏi hay là thịt gân xương tùy sần, giận như nó giận đó, mình giận cho mình sao? Ê, tội nghiệp hay tội nghiệp. Ê, thôi vừa phải rồi, bữa nay màn khoa thiền có một số thiền sinh gửi tới, thấy quý vị trong cái này không có xấu ạ, hành thiền không có xấu ạ, rất là đúng và ghi nhận thực tế theo nó thôi. Mới nó căng nó cứ nó chạy tới, đôi khi nó chạy đẩy bụng đâu thôi. Đây, nó chạy lên chạy xuống rất là đúng, nhưng quên quên lên trên đầu cái đầu nhức đầu à. Nói ý đừng nói nhiều tôi nhức đầu đây, đừng nói nhiều tôi chức nịch đây, giận không thích trong đó rồi mà quên niệm tâm này, tâm phóng tâm khó chịu quên niệm nó, cứ theo dõi đi, cứ đối tượng đầu tiên không đi tới đối tượng khác. Như vậy nhớ tứ niệm xứ, bốn niệm xứ hết liền hết vậy. Vậy thì cái câu hỏi vì rất là tốt, không có sai, tốt, nhưng mà cái tập khí của mình còn quen một chỗ nào đó, đôi khi buồn cứ buồn buồn không ra được, lo không ra được, cứ ngồi buồn người lo ai tôi đây, bây giờ đầu của tôi bị như vậy, nhớ đầu không phải cái tôi. Vì vậy ngồi thiền để mà thấy ba pháp ấn đúng rồi, thấy gì? Thấy vô thường, chạy tới chạy luôn càng cân đúng, hoặc thấy khổ, khổ ơi, khổ nhức đầu, khổ nhức đúng. Cuối cùng bất lực không tìm tôi tìm ra ba ngã để mà sử dụng trong cuộc đời của mình. Chạy thấy thay đổi khổ cho cuối cùng có thay đổi theo, nó sẽ trả lại cái gì? Đó là trên con đường đi vậy. Nên thì chúc quý vị luôn luôn tiến hóa trong khóa thiền, và nếu quý vị thấy là đúng quý vị cho biết là 2015 bây giờ tới phải lạc thế nào cũng đừng dính mắt nó thôi, cũng niệm phải bây giờ được quân bình dân làng cũng niệm nữa, quân bình hạ quân bình á, đôi khi trời mưa trời nắng là như vậy, xuân hạ thu đông cứ theo dõi thì dõi cho đến khi nào không bị điều kiện hoàn toàn. Bây giờ bớt điều kiện nói như vậy, mặc dù đi tới đi gặp dù gặp nữa cũng trên đường đi đó thôi, đừng dính mắc một cái gì, đừng quên niệm hết, niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp, niệm được đối tượng, nhưng đừng lấy cái sân là đối tượng đầu tiên. Không, quý vị niệm được nhưng niệm tâm, đừng nói là sân là đầu tiên. Đôi khi quý vị không có sanh, quý vị có gì niệm, nó là tâm hay biết thôi, hay biết. Nhưng trường hợp sanh tới, tâm bất thiện tới, và hầu hết nó thay đổi tâm, nó thay đổi, ôi thay đổi không nói, xuân hạ thu đông phần chậm mà. Tâm mình vậy thì chúc quý vị luôn luôn tiến hóa trên con đường giải thoát. Câu hỏi gì luôn luôn có giá trị, vì trong khi đó quý vị thấy phải Đức Phật đã dạy rồi, khổ cần phải thấy nó riêng, khổ sanh, khổ già, khổ đau, quý vị thấy không? Khổ luôn luôn nằm đó, mình thấy thay đổi đó thôi. Ngồi thiền thấy thay đổi khổ, cái này nó xuyên thấu, mà không biết trong giây phút nào, xuyên thấu do chánh niệm già dặn, mà chánh niệm nó lên một lượt, là một lượt cái tâm ở đâu chánh niệm giải việc rồi. Bây giờ cho một phần, hai phần, ba phần, ánh sáng mình còn ít, thầy chấp nhận, nhưng mà luôn luôn tiếp tục tạo ánh sáng này, ánh sáng trí tuệ mình tạo thôi cho mình, không một người khác cho mình, hoặc thầy ta cho mồi đèn. Còn trí tuệ này đó, chỉ Đức Phật hướng dẫn chúng ta, chỉ đường chúng ta phải tự đi. Vậy quý vị tập như vậy là đúng rồi. Chúc quý vị luôn luôn tiến hóa trên con đường giác ngộ. Sư tuyên bố màn khóa thiền, chú kế tiếp sư thiện trí sẽ đọc một số lời cảm tạ của quý vị. Mong Phật tiếp tục chương trình của đọc thơ.
Sao cảm tạ có gì thì vì chúng ta rằm phát triển được rồi cũng rằm tháng tư từ đó thì mai nguyện thọ nếu mà vì thọ được thì tốt tám phần nhưng thọ nó đem cũng được nó đem là qua tây sáng thì tốt, sáng thì 4-5 giờ sáng đó là hết qua thiền đó là thở đầu đà, như thở đầu đà lấy của thở đầu đà thì theo dõi giờ đừng có giờ sau khi trên giờ rưỡi bắt đầu thở đầu đà mà qua thiền rồi thở đầu đà thì đầu đà có tổng kinh có tụng kinh tên có tụng kinh có cũng như là già có đó thiền giới tụng kinh đi kinh hành cũng như đời đầu tiên là thọ giới rồi rồi khóa thiền 10 ngày hoàn mãn tụng kinh tiêu sử thọ đầu đà đầu tiên sau khi thọ rồi đó tụng kinh tiêu sử của Đức Phật mình cúng dường rằm tháng tư á thì từ Đức Phật ngài đản sanh cho đến thành đạo nó cho đến nhập niết bàn đó rồi có tụng kinh tiêu sử Đức Phật rồi một bài kinh khi nhầy gọi là cái đó thì có chương trình nghỉ nghỉ vài phút vài chục phút rồi cái đó tụng kinh tiếp là tụng kinh vô thường còn não vô ngã nói về đời sống của mỗi chúng ta tôi cuối cùng mới gọi là Đức Phật nhập niết bàn nên đó Đức Phật nhập niết bàn không phải Đức Phật cảm thấy rầm thân tư Đức Phật nhập niết bàn rồi có vô thường còn nào vô ngã này rồi có chương trình gì thầy một đêm thì sang mà cũng phải là gì đó là tu tu tụng kinh rồi ngồi thiền tụng kinh thì có lợi ích cho thọ đầu đà và lợi ích như thế nào đó lấy chúng ta cúng dường Đức Phật một đêm không ngủ nhà thầy một đêm không ngủ có một bài kinh gọi là nhất thiền giả nhất giả hiền một đêm không ngủ như thế nào một đêm không ngủ như một đêm cứ thiền thầy có lợi ích lắm mà đây thầy bài kinh nó rất là hay bài kinh một đêm không ngủ cuối cùng chỉ hướng dẫn tâm thôi tâm tu tu giới tu định tu về tu giới tu định người làm được như vậy là gọi là một đêm nhất dạ hiền một đêm tốt đấy vậy thì một lát nữa thầy đầu đà sau khi tụng kinh rồi quý vị nghỉ vài chục phút mà nghỉ xả hơi rồi thở đầu đà Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử. Khóa thiền 10 ngày online được hình thành với một gợi ý
từ ngài thiền sư Kipapanyo Kim Triều. Chúng tôi rất lấy làm lo lắng bởi vì chúng tôi không có kinh nghiệm để tổ chức một khóa thiền như thế này. Do đó chúng tôi đã cầu cứu với lại sư huynh thiền viên. Và sư thiền viên với sự giúp đỡ của những người bạn trẻ, những người bạn trẻ có đầy đủ kinh nghiệm và nhiệt huyết đã giúp cho cái khóa thiền thành công, mỹ mãn. Để chứng tỏ sự thành công đó thì hôm nay sư sẽ trích dẫn một vài lời tri ân của Phật tử thiền sinh gửi về cho ban tổ chức. Người đầu tiên viết là: hôm nay là ngày cuối của khóa thiền mùa COVID, tức là cái virus coronavirus 19. Con thành kính tri ân ngài cùng các chư đại đức tăng ni và ban tổ chức đã nhiệt tâm thực hiện trọn vẹn khóa thiền được hoàn mãn. Một lần nữa thành kính tri ân, chúc các vị sức khỏe được an khang. Phật tử thứ hai viết: con xin thành kính đảnh lễ và tri ân sâu sắc đến ngài cùng chư đại đức tăng ni. Con vô cùng tri ân ngài Phật thầy đầy từ bi và trí tuệ đã đem ánh sáng Phật pháp đến cho chúng con. Con xin thành kính tri ân sư thiện viên cùng chư đại đức tăng đã luôn sắp tấn và đồng hành cùng chúng con. Vị thứ ba viết: kính lễ ngài, cuối khóa không có quà gì để dâng đến ngài tỏ lòng tôn kính và tri ân. Con chỉ xin kính dâng đến ngài từ giờ phút này trở đi, con sống trong hiện tại, được bao nhiêu phần trăm con xin cúng dường đến ngài, đồng thời toàn thể hội chúng, nhất là ban tổ chức đã tạo khóa thiền Việt Nam đầu tiên online. Sa thú, sa thú, sa thú. Con chu nữ Ngọc Thanh kính lễ ngài. Và thứ tư là của các nhóm Phật tử Úc: kính bạch ngài, chúng con Phật tử Úc kính đảnh lễ ngài chư đại đức tăng ni và ban tổ chức. Kính bạch ngài, chúng con mỗi ngày được nhìn thấy ngài ngồi giảng pháp thật là ấm áp và xúc động. Ngài suốt cuộc đời hoằng pháp không ngừng nghỉ. Ngài giống như người cha hiền ngồi dạy dỗ con cháu của mình. Ngài dạy từ bước đi, bước hơi thở, từ cách sống như thế nào để không uổng phí một kiếp làm người. Ngài luôn nhắc nhở bây giờ và bây giờ. Quá khứ không truy tìm, tương lai không vọng tưởng, bây giờ và bây giờ. Thân tâm pháp niệm niệm niệm, nhớ là sống, quên là chết, biết là minh giải thoát, không biết là vô minh luân hồi, tất cả đều là pháp hữu vi. Chỉ có bấy nhiêu thôi, các con hãy sống trọn vẹn kiếp này. Chúng con thành kính tri ân ngài chư đại đức tăng ni và ban tổ chức đã tạo duyên lành cho Phật tử chúng con được tham dự khóa thiền rất hữu ích này. Nơi chúng con lời cảm tạ sâu sắc nhất, và đồng thời chúng con cung kính thỉnh ngài sống thọ lâu dài 200 tuổi, sức khỏe dồi dào, tiếp tục ban phước lành đến tất cả chư thiên và nhân loại. Kính bái thay mặt Phật tử Úc. Vị thứ năm viết: Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính bạch ngài thiền sư Kim Triệu, con pháp danh là Bảo Như, học trò của ngài thiền sư Phước Nhân ở Việt Nam. Con đã vô cùng may mắn được tham gia đến nay là năm khóa thiền do ngài hướng dẫn, được ngài cho phép xuất gia làm người con gái quyến thuộc của Đức Phật,
Đây là món quà pháp bảo vô cùng quý giá đối với con trong suốt cuộc đời này. Lời đầu tiên, con xin vấn an và kính chúc sức khỏe đến Ngài, quý Đại Đức Chư Tăng, quý cô tu nữ, ban tổ chức khóa thiền và các bạn thiền sinh cư sĩ trong khóa tu này. Cảm nhận của con khi lần đầu tiên được gặp và trình pháp với Ngài là dù đã cao tuổi nhưng vì đạo pháp, vì nhân loại, vì chúng con mà Ngài đã không quản những khó khăn, gian nan vất vả của tuổi già, vẫn quang lâm giám pháp, vẫn hàng ngày không quản sớm khuya, tận tình chỉ bảo cho chúng con những kinh nghiệm Ngài đã thực chứng, chỉ với sự mong muốn cho chúng con tinh tấn thực hành nghiêm túc để đạt được mục tiêu tu tập cao thượng. Ngài đã trao truyền cho con một đức tin mạnh mẽ và tuyệt đối vào giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đã cho con thấy rõ được lối đi đúng đắn trên con đường bát chánh đạo. Con nhớ mãi sự ân cần chỉ bảo của Ngài đối với con qua giọng nói hiền hòa, nhẹ nhàng, từ ái, dáng ngồi an lạc, cẩn trọng lắng nghe con trình pháp. Dù con chỉ là một trong hàng ngàn đứa con tâm linh khác đang tìm đến bên Ngài nương nhờ bóng mát. Mỗi buổi tối con được nghe những lời pháp nhủ bao la, tinh túy từ Ngài, bằng những ngôn từ mộc mạc, bình dị, bằng lối ví von chân thật như lời mẹ hiền hòa rót thẳng vào tim con, đã làm rung động tâm con. Con cầu mong những lời pháp thí của Ngài sẽ mãi là những làn hương pháp bảo sáng trong cao thượng, trợ duyên cho con trên con đường tu học Phật. Giờ đây không biết nói gì hơn, với tất cả lòng thành kính tri ân, con kính dâng lên Ngài. Con nguyện sẽ tinh tấn tu tập để đáp công ơn to lớn này. Nguyện cầu hồng ân tam bảo, cầu oai lực của Phật Pháp tăng gia tam bảo, cầu tha lực của chư thiên hộ trì chánh pháp gia hộ đến Ngài. Quý Đại Đức Chư Tăng, quý cô tu nữ, ban tổ chức khóa thiền cùng toàn thể các bạn thiền sinh cư sĩ, thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm duyên đắc, đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là một người Mỹ, bà là một bác sĩ ở Maldora, cũng ở gần đây. Bà viết như thế này: Dear members of MMC, Mahasatipatthana Meditation Center, and Santi Stupa, I would like to express my appreciation for all your efforts to make this retreat possible for people all around the world. It is for me very good to know and feel that people all around the planet are connected and wanting to learn and gain insight. Also, I find it not so easy to practice from home. I have very good support here. Still, I am also looking forward to being able to go to the meditation center in person again. I would just like to say for another occasion that if someone has the possibility to translate the Paritta chanting that you do in Vietnamese into English so that other non-Vietnamese speakers, including me, could follow the words on paper or virtually as well, like you do for the Paritta chanting in Pali, it was very good for me that I could read along in English while you were chanting in Pali, as it connects me with the Buddhist teaching. Thank you so much again for all these efforts, and I wish for Venerable Kipapanyo and all the Sangha involved, may you be well and peaceful. Best wishes, Veronica Saipan Kotan Franca. Bà là vợ của ông kỹ sư điện Richard Branca.
Dạ, đó là những cái lời tri ân từ quý vị Phật tử gửi đến cho ban tổ chức. Và sau đây thì kính thỉnh Ngài Hòa Thượng hướng dẫn cho chúng con thọ đầu đà. Thiện Trí ơi, nhân dịp cho ban tổ chức nói vài lời được không trước khi thọ đầu đà? Dịch ra hả? Thiện Trí ơi, không, có ban tổ chức có vài lời để mà trình lại cái khóa thiền vừa rồi đó. Trước khi mình chuyển qua tu đầu đà, xin Ngài cho ban tổ chức, cho cô Chi nói vài lời để kết luận cái khóa thiền. Dịch không phải dịch mà ban tổ chức nói là giống như trong khóa thiền vừa rồi có bao nhiêu thiền sinh tham dự vân vân, những cái chi tiết trong để ban tổ chức kết thúc á. Cô Chi tiếp tục chương trình ha. Tôi cố gắng cái khóa thiền này thành công cho tất cả những trên toàn thế giới. Thật là tốt. Để và cảm rằng tất cả này trên thì được nối lại với lại và đều muốn và gain insight nhận được cái mặc dầu tôi thấy rằng dễ dàng hành mặc dầu tôi cũng được sử dụng có lẽ là tức là ông Richard Franca. Ông thực tập thiền từ năm 1976, thành ra ông rất là giỏi. Nhưng mà tôi luôn luôn mong muốn rằng sẽ được đi tới thiền viện để thực tập in person, tức là thực tập bằng cái tức là bà tới thiền viện để thực tập. Và bà cũng muốn nói là nếu mà trường hợp có một vị nào đó có khả năng để mà dịch những cái bài kinh mà mình tụng đó bằng tiếng Việt Nam đó sang tiếng Anh để cho những giúp cho những người mà không có nói tiếng Việt Nam, trong đó có bà, có thể theo dõi trên giấy tờ hoặc là nghĩa là có thể theo dõi một cách nghĩa là nó rõ ràng hơn. Cũng giống như là khi mà mình tụng kinh bằng tiếng Pali, thì tại vì khi mình tụng kinh bằng tiếng Pali thì bà có thể đọc theo tiếng Anh trong lúc mà mình tụng tiếng Pali, bởi vì trong cái cuốn kinh của mình thì cũng có phần tiếng Anh và tiếng Pali. Và nó làm cho bà có cái sự thông cảm giữa với những cái lời dạy của Đức Phật. Cảm ơn vô cùng đã cho những cái cố gắng mà tôi hy vọng là tôi mong muốn là thiền sư Kipapanyo và tất cả những cái tăng và ni involved là tham dự và mong rằng tất cả được
mạnh khỏe và an lạc. Dạ mô Phật. Dạ, dạ mô Phật, kính bạch ngài. Tiếp theo chương trình, trước khi chúng con thỉnh ngài cho chúng con thọ đầu đà, xin nhờ cô Chi có vài lời đại diện cho ban tổ chức để kết thúc khóa thiền 10 ngày. Kính bạch ngài, chư đại đức tăng ni, ban tổ chức cùng tất cả quý thiền sinh, con xin được phép báo cáo một vài số liệu thông tin về khóa thiền 10 ngày tại nhà dưới sự hướng dẫn của ngài hòa thượng thiền sư Kipapano Kim Triệu. Từ ngày 28 tháng 5 đến hôm nay 6 tháng 6 là hoàn mãn. Tính đến ngày 2 tháng 6 đã có 159 thiền sinh chính thức ghi danh dự khóa thiền, trong đó Mỹ Quốc có 67 thiền sinh, Úc Châu có 27 thiền sinh, Canada có 5 thiền sinh, châu Âu có 3 thiền sinh, Việt Nam có 44 thiền sinh. Trong số 159 thiền sinh có 35 vị tham dự toàn phần và 98 vị bán phần, còn lại có 26 thiền sinh tùy duyên tham dự. Trong 10 ngày qua, nhiều thiền sinh tham dự từ nhiều nước khác nhau, nhưng các thời khóa trong khóa thiền đã được duy trì nghiêm túc, tiến hành liên tục 24 giờ qua mạng Zoom nhằm bảo đảm chất lượng tu tập của thiền sinh. Đó là nhờ sự đóng góp thiện nguyện tích cực của những nhóm co-host, là những bạn đạo phụ trách từng khu vực riêng biệt, làm việc thay phiên nhau từng khu giờ thay đổi. Từ sáng đến tối, tất cả có 8 host và co-host, cụ thể có anh Chiến Lê phụ trách khung giờ Texas, Úc Châu có anh Trần Nhân và chị Tina Nguyễn, Âu Châu có Annie Lê ở Paris. Còn lại khu vực Mỹ và Việt Nam do nhóm Cali phụ trách, có chú Thái Lê, Yến Đinh và Long Đinh. Tiếp theo, không thể không kể đến quý sư ni, trong đó có sư Thiện Viên, sư Thiện Chí, sư Dũng Chí, sư Minh Phước, sư cô Thiên Tuệ, sư cô Trinh đã tích cực hỗ trợ trong việc soạn thảo chương trình, sắp xếp rất hệ thống và khoa học, ngay cả việc thông dịch sang tiếng Anh các bài pháp, giảng pháp của ngài và trình pháp của thiền sinh, đồng thời dẫn kinh và hành thiền cùng với thiền sinh trong suốt khóa thiền. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, nếu không có lòng bi mẫn của ngài đối với hàng đệ tử chúng con, không ngại điều kiện sức khỏe thì sẽ không có khóa thiền này. Thay mặt nhóm host của khóa thiền, con xin thành kính tri ân ban tổ chức khóa thiền, có cô Duyên và chị Như và các vị thiện nguyện đã giúp đỡ cho khóa thiền được hoàn mãn tốt đẹp. Chúc con xin thành kính tri ân ngài, quý chư đại đức tăng ni cùng quý thiền sinh đã tích cực trợ duyên cho khóa thiền đến hôm nay được thành tựu viên mãn. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì sơ suất, chúng con xin thành tâm sám hối với ngài, quý chư đại đức tăng ni và quý thiền sinh hoan hỷ bỏ qua cho. Và kính mong các ý kiến đóng góp của quý vị đến ban tổ chức rút kinh nghiệm cho những khóa thiền trong tương lai. Và nhân đây, cũng xin được báo cáo với quý thiền sinh, quý vị nào có phát tâm giúp cho ban tổ chức trong việc tổ chức khóa thiền trong tương lai, như làm co-host translation Vietnamese to English, xin hoan hỷ email đến santituba@gmail.com. Theo nguyện vọng của nhiều thiền sinh khắp mọi nơi, xin thỉnh ngài cho thêm những khóa thiền ngắn hạn như 10 ngày trong tương lai và khóa thiền ngắn hạn 2 ngày cuối tuần, để Phật tử khắp nơi có duyên lành tiếp tục tinh tấn trên con đường tu học để thoát khỏi sinh tử luân hồi trong ngày vị lai. Vừa qua, những tấm lòng trong sạch, những lời chúc thiện lành của thiền sinh cũng như đến ngài và quý chư đại đức tăng ni cũng đã được bày tỏ. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc ngài, quý chư đại đức tăng ni cùng quý thiền sinh luôn nhiều sức khỏe và an vui trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nhân đây cũng xin được báo với các vị thiền sinh, quý vị nào có phát tâm giúp cho ban tổ chức trong việc tổ chức khóa thiền thì xin email tới santituba@gmail.com. Vừa qua, những tấm lòng trong sạch, những lời chúc của thiền sinh cũng dường đến ngài và quý chư đại đức tăng ni cũng đã được bày tỏ. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc ngài, quý chư đại đức tăng ni cùng quý thiền sinh luôn nhiều sức khỏe và an vui trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Okay. Vậy thì thầy tham dự đây. Dạ. Vâng.
Giờ chương trình tiếp tục nhé. Sau khi cảm tạ của quý vị tứ phương Phật tử, thập phương Phật tử gài tới, thì cũng như ban tổ chức quan hệ với ban phước tu niệm trong 10 ngày thì gọi là trọng độ, có sự tiến bộ, có lợi ích trong tương lai sắp xếp chương trình. Có chương trình sẽ cho quý vị biết rõ thêm nha. Đọc xe không phải đây nè, cái là tới 9:30, đây là 7:30 tới 9:30, 30 phút nữa nha. Đó là bữa bữa nay đó. Dạ. Tối nay 30 phút nữa. Rồi, đọc đi. Giờ mình đọc tiểu sử Đức Phật. Hả? Tiểu sử Đức Phật. Giờ mình đọc tiểu sử Phật Thích Ca. Dạ. Tụi con tụng. Dạ. Bây giờ giờ tới tới giờ thảo đầu đà hả? Rồi chương trình này biết hết mọi chỗ, biết hết rồi. Dạ dạ. Dạ, dạ có. Okay. Vậy thì bây giờ thọ đầu đà, từ sau khi thọ đà đó rồi quý vị mới ngồi thiền. Rồi mấy giờ rồi? Bây giờ 9 giờ rồi. À, 9 giờ, ok. Rồi 9 giờ, thường 9 giờ mình chăm dứt. Đây là tiểu sử Đức Phật Thích Ca nha. Thôi bây giờ bữa nay là... ok, tiểu sử Phật Tổ. Yeah. Bây giờ quý vị thọ đầu đà. Đọc nguyện thọ đà rồi mới đọc kinh tiểu sư Phật Tổ. Ngồi thiền chút. Ngồi thiền rồi mới đọc kinh tiểu sư Phật Tổ. Ngồi Phật. Ngài tuyên bố thôi. Bây giờ quý vị đọc theo sư bên nguyện đầu đà. Nguyện rồi mới thực hành. Cái chữ đầu đà là trên Pali là Thu Tăng Cá. Mình nói là hạnh. Khó okay, Đức Phật cho có 13 đầu đà. Trong 13 đầu đà, một số đầu đà đó, người phổ thông ai cũng thọ được hết, cũng như là không ngủ không ngủ trong một đêm vậy đó, thì đầu đà này nè chung cho tỳ khô ni thiền nam thiền nữ được. Một số đầu đà chỉ chư tăng, một số đầu đà chỉ ni, cũng như là thọ tam y, cũng là một đầu đà, rồi đi bát là đầu đà, một số như vậy, rồi một số cũng như đầu đà quý vị giữ một đêm không ngủ. À, còn như y bác thuộc gì thì khô, thì khô này là cái giới riêng vậy. Thì mặc số thọ đồ đà không ngủ ai cũng thọ được, cho nên hôm nay sau khi khóa thiền nhằm ngày rằm tháng tư ra, mà chúng ta cũng ngày rằm bạc một đêm không ngủ. Thì một đêm không ngủ có một bài kinh gọi là Nhất Dạ Hiền á, mình mới tìm thấy là một đêm không ngủ của một vị tu nha. Tu tích cực, thì nếu mà tu tích cực trong chương trình tu cái ngồi cung thiền, ngồi chánh niệm, người đi đứng chánh niệm, ngoài đó quý vị còn đọc kinh tiểu sư Phật Tổ, rồi vô thường còn đau vô ngã, rồi kể đọc kinh Đức Phật nhập Niết Bàn, có ba bài kinh đó. Rồi mỗi bài kinh, trước khi bài kinh chúng ta cùng ngồi thiền, ngồi 5-10 phút, ít nhất cũng 5 phút, 10 phút. Rồi kế đọc bài kinh, vì kinh nó dài. Mỗi bài kinh cả mấy chục phút, 4-50 phút. Người có một thì trống không thì quý vị có thể hỏi đạo được. Rồi thì giải thích thêm trong cái phương pháp chương trình tụ niệm của chúng ta. Thì sẽ hết chương trình, sẽ hết thì buổi sáng thì 4:30, thì 6:00 đó là tụng kinh.
Trong kinh Đá Đào Đà. Thì quý vị ngồi cho thoải mái rồi chắp tay lên cho quý vị để đọc theo sư. Đó là nguyện thâu Đà Đà. Đào Đà có ba bậc: bậc thượng, bậc hạ, bậc trung. Bậc thượng quý vị ngồi thường như nào? Bậc cao nhất, người thọ cao nhất là chỉ đi, đứng, ngồi mà không có nằm nữa, ngửa vài ngày nằm. Đó là thứ nhất, không ngồi ghế, không dựa vách tường. Rồi Đào Đà thứ nhì đó, vì có thể dựa vách tường được. Rồi Đào Đà hạ đó, vì có thể ngồi ghế được, cho người lớn tuổi vì ngồi ghế quý vị dựa. Chỉ bây giờ quý vị đọc kinh theo chương trình đó, và quý vị không có đọc, quý vị nghe, ngồi thiền nghe thôi. Rồi vừa nghe gọi là quán pháp, quan tâm quán pháp. Rồi quý vị theo dõi đề mục, cũng như đề mục đầu tiên đó, theo dõi sự chuyển động, đang di động rung ở nơi bụng. Rồi quý vị nghe, niệm nghe, niệm bao lâu cũng được, chỉ nghe tai nghe tiếng và âm thanh từ xa, vị quán được, quan tâm là tâm ở tai, quán thấy, tâm ở mắt, thấy Phật thêm sáng, vân vân. Thì ở trong tứ niệm xứ, vị cứ tự dùng, biết cách dùng. Thì bây giờ ta đến sáng mà phát thiền tùy theo địa phương. Nếu địa phương nào sáng sớm thì đó và quý vị theo chân trình. Bên này thì tùy theo quý vị nguyện thôi. Rồi từ thứ sư sẽ hướng dẫn quý vị từ hạ Đào Đà, hạ Đào Đà mà có thể ngồi ghế được, rồi mới lên trung. Quý vị không ngồi ghế, quý vị có thể chỉ ngồi dựa vách tường. Rồi cái thường á, không có ghế, không ngồi vách tường với tuổi trẻ. Đây cho quý vị đọc theo sư. Đọc Nam Mô chung nhau ha. Nam Mô Ta Sa Pa Ca Va To Na Ra Ha To Sa Ma Ma. Nam Mô Ta Sa Pa Ca Va To Arahato Samma Sambuddha Sammo Sappakkavato Arahato Samma Sambuddha. Đây là Đào Đà bậc hạ, mời quý đồng theo. Ukkasa Mayam Thante Hina Vasena Ne Sachi Khang Khang Tama Diyama. Kinh Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin nguyện thọ Thầy Đầu Đà Bất Hạ, hầu gieo duyên lành giải pháp trong ngày Di Lai, lần thứ nhì, lần thứ ba. Đây Đào Đà, nơi quý vị có thể ngồi dựa ghế được. Đào thứ hai á, quý vị có thể chỉ ngồi dựa chấp tường, từ ghế không ngồi. Tu Ca Sát Ma Giang Thành Thê Ma Chi Ma Va Thê Na Nè sa chi khang khang tam a di ya ma. Minh Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin nguyện thọ Thầy Đào Đà trung, hầu gieo duyên lành giải thoát trong ngày Vi Lai. Đây là Đào Đà bậc thượng. Khi quý vị nguyện Đào Đà này, quý vị không ngồi ghế, không gì ở vách tường, hay quý vị giống như bị ngồi thiền vậy đó. Hai,
rồi quý vị đi, đứng đi, là ngồi, nhưng mà không dựa dắt đường, không dựa ghế, hay là đà đạo bình thường. Hay quý vị đọc theo sư. Nếu người trẻ tuổi, theo quý vị nguyện được, còn quý vị lớn tuổi thì bậc hạ, bậc trung. Uka sa ahang thành tệ ukattha vasena ne sacchi kang kang samadhiyami dutiyampi tatiyampi. Kinh bạch Đức Thế Tôn, con xin nguyện phá trì đạo đà bậc thượng, hầu gieo duyên lành giải thoát trong ngày vi lai. Lần thứ nhì, lần thứ ba, mau Phật vậy thì nguyện đã nguyện rồi, quý vị ngồi thiền vài chục phút rồi mới đọc kinh nha. Ngồi thiền như quý vị đã biết rồi nhé, đây là thiền tọa nhé. Tại sao thiền tọa này á, vì mới đi kinh hành, vài chục phút hoặc gì dùng nước, rồi vì mới trở lại ngồi tụng kinh tiêu sư Phật tổ. Giờ quý mày quý ngồi quay nghi ngồi, vì sắp xếp ngồi sao cho thoải mái nha. Nghĩa là chuẩn bị ngồi thiền á. Sau khi ngồi phải biết ngồi thiền, nhưng phải chuẩn bị sắp xếp về cái thế ngồi. Tôi biết là ngồi như vậy đó, chân quỳ không cứng, để thoải mái. Ngồi cũng phải ngồi thẳng. Rồi người đàn cung dường lễ tam hầu, Đức Bồ Tát đang sanh, Đức Bồ Tát thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn bằng cách hành đạo giới đã nguyện rồi. Giờ chánh niệm định, chánh định và mua về chánh kiên chánh tư duy. Mời quý vị hướng tâm trở về hiện tại. Năm ngày hôm nay, đêm nay, như vậy, bây giờ không để chuyện quá khứ, không tính toán chuyện tương lai. Là bây giờ, anh ngồi đây, tâm hai biết, đang ngồi, vai nghi ngồi, ngồi thẳng gọi là vai nghi ngồi. Đôi khi mới chú tâm chi tiết hơn, theo dạy một đối tượng, một người đã từng nạn. Chú tâm này mỗi hoặc này bụng, tôi thường đơn giản chú tâm này bụng đó là tôi đã thực tập lâu, còn cái gì có một sự quen chú tâm này mỗi hay được. Giữa mỗi vô bụng đó là cái chỗ vị trí để mình chú tâm đặt tâm thôi. Quan trọng nhất là phải có chánh niệm. Tâm ở chỗ nào hay phải có chánh niệm đi cùng với tâm. Thì sư nói là quý vị chú tâm nơi bụng, nay bây giờ tâm quý nhớ bụng. Quý vị có thể không cần mở mắt, đôi khi buồn ngủ quý vị mở mắt không buồn ngủ, tâm chú là đưa tâm hướng tâm về vị trí giữa thân, tên là bụng. Nhưng mà khi tâm ở đó rồi
bắt đầu nó chỉ biết thôi, tức là người ta biết căn kính rồi theo dõi sự chuyển động, chuyển động của bụng này, chuyển động giãn ra rồi co lại và niệm theo. Đọc nói là phong mà sẽ bà hay là giãn giãn co ca tùy theo dùng ý niệm, nhưng mà quan trọng lắm như là chánh niệm, tiếng của chánh niệm đó là phong mà, đó là tiếng của chánh niệm mà. Thì tâm nhớ là có sự hay biết ở nơi bụng, nó nằm ở đó, rồi chánh niệm từ trên xuống đó là tâm sở, từ trên đầu giống như cái tim bộ óc. Ở khoa học họ nói cái tim bộ óc, mình nói cái tâm, tâm vương, tâm sở. Tâm vương là hay biết đó, thân thức, nó biết thân, hay biết thân đang ngồi. Rồi bây giờ để tâm niệm bụng ở đó, về chánh niệm là tâm sở. Chánh niệm là cái đặc tính ghi nhận, bản chất chánh niệm là ghi nhận hoặc niệm đó, dùng niệm hoặc ghi nhận để theo. Giờ quý vị chú tâm qua niệm, niệm thầm trong tâm, hoặc quý vị theo dõi sự hay biết. Niệm chạy ra ví dụ phòng sạc, quý vị đã biết rồi, đã thuộc, nhưng vấn đề theo dõi đó là chánh niệm. Từ bắt đầu của phòng, 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 hoặc là tâm cảm giác căng, 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 hết. Rồi bắt đầu co, 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 hết. Đó là tục đế, nói phòng, nói xẹp, nói giãn, nói co. Nhưng mà cái tâm ở đó chỉ hai biết thôi. Và chánh niệm ghi nhận với tục đế. Từ tục đế này chánh niệm nó sẽ nhắc tâm, nó tâm chỉ cảm giác xuống. Quy rằng chú tâm này bồng, nếu vọng thường thấy niệm liền, một cái chữ suy nghĩ thay đổi cho nghĩ quá khứ hoặc tương lai, dùng danh từ suy nghĩ, suy nghĩ, ý nó là tâm suy nghĩ, niệm rồi đôi ba lần thì mất, không còn nghĩ thì trở lại với đối tượng đầu tiên, căng, căng và co giãn và rung ghi nhận.
Khi tâm suy nghĩ, nghĩ niệm liền suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Khi trở về với đối tượng đầu tiên, căng với đồng rung. Tâm suy nghĩ niệm, suy nghĩ, rồi trở về với sự chuyển động.
có cái gì xảy ra trong lúc bây giờ quý anh niệm, quý mệt, cái quý anh chị niệm mệt mệt và cảm giác khổ, quý niệm khổ khổ, khổ niệm, lạc niệm, dễ chịu niệm, khó chịu niệm, tâm không suy nghĩ, biết tâm không suy nghĩ, tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, đó là niệm tâm rồi đó. Rồi trở về niệm thân, sự chuyển động của thân tiếp tục. Duy trì chánh niệm, cứ ghi nhận tốt cũng là pháp, xấu cũng là pháp, thiện cũng pháp, ác cũng pháp, tất cả pháp, quan trọng lắm là có chánh niệm ghi nhận sự hay biết của tâm. Suy nghĩ tới niệm suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Rồi trở về với niệm thân.
tu sam ta mang kha lang và tu sam ta mang kha lang và tu sam ta mang kha lang mẹ quý vị hỏi hương chư thiền rồi ta đi kinh hành ta ya mời ya quý vị mời ra lại ngồi thiền mời 45 phút thì thêm giờ mấy thưa quý vị đi kinh hành nhé, 45 phút được rồi dùng nước này kia tùy rồi quý vị mới trả lại. Bạch nghe bây giờ hồi hướng chư thiên xong mình nghỉ. Hồi hướng chư thiên xong mình nghỉ. Hồi hướng chư thiên bây giờ xong mình nghỉ. Hồi hướng. Chư thiên ở trên nữ không kia cầu thương nữ rõ thân mọi điều trong vương thân nâng có nhiều trong sinh hoạt mỹ phương điều chúng tôi hộ trì phật giáo tăng hội các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyên cuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài đến lâu chúng con vui tu đạo màu tu hành tinh tấn có hậu phúc sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây phải là mối duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ mặt nơi tâm trong ngày bị lao. Nếu Phật giờ mà quý vị xả thiền ngồi quý vị thiền hành đi tới đi lui quý vị có thể dùng nước được nhé. Tùy thiền quen rồi 45 phút quý vị trở lại. Đúng là một phút hay một tiếng. Tỉnh ngày về nghỉ. Rồi quý vị theo dõi chương trình. Thành lạc vì thông báo được. Thì sau khi nghỉ 45 phút, 45 phút một tiếng rồi thông báo. Tại